Tiếp tục video trước, Sử Lai Khắc Thất Quái lần đầu giao thủ với Thâm Hải Ma Kình, đôi bên chỉ mới cọ sát nhẹ một chiều đã khiến cho mặt biển rung động, thậm chí khiến cho một nơi xa xôi như Hãn Hải Thành vẫn phải chịu ảnh hưởng của sóng thần. Sau một thoáng giằng co thì Sử Lai Khắc cũng bại trận, toàn bộ 8 người bị hất văng về sau. Chưa dừng ở đó, kỹ năng của Thâm Hải Ma Kình vẫn chưa kết thúc. Nếu chiêu này thực sự được phóng ra, e rằng cả 8 người thực sự sẽ phải về với đất mẹ. Bọn họ căn bản không thể thắng nổi. Lúc then chốt, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm này cùng bản năng cơ thể khiến Đường Tam nắm chắc rõ tình hình xung quanh. Nhìn thấy Tiểu Vũ cùng đồng bọn lâm vào nguy hiểm, Đường Tam không chút do dự quay đầu lao thẳng xuống chỗ Thâm Hải Ma Kình. Trong mắt bắn ra từ cực thần quang, mục tiêu chính là mắt phải còn lại của Thâm Hải Ma Kình đó. Bản thân hắn sẽ tranh thủ câu kéo để mọi người an toàn rời đi. Nam chính rất rõ, con Thâm Hải Ma Kình tuyệt nhiên sẽ không thể bỏ qua nếu không thể giết được con mồi. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này có vẻ cũng đã bị thương, đã không còn năng lực thi triển tiếp kỹ năng nữa. Nếu tất cả cùng nhau bỏ chạy thì rất có thể toàn quân sẽ bị quét sạch. Là linh hồn của Thất Quái, là người mạnh nhất tại thời điểm này, Đường Tam chỉ còn cách lao xuống. Bị chọc giận, Thâm Hải Ma Kình tấn công nam chính liên tục. Sau một hồi lượn lờ thì Đường Tam quyết định tiếp cận nó, dù có chết cũng phải hút lấy vài phần tinh hoa sinh mệnh của Thâm Hải Ma Kình. Nói rồi bắt chu mâu mạnh mẽ cắm xuống, sau lưng Thâm Hải Ma Kình lúc này chỉ ngưng kết lam quang cường liệt. Nước trong nội thể đã phun cạn ra trong hai lần tấn công trước đó rồi. Điều này cũng dẫn tới quang mang làm sắc ngưng tụ sau lưng nó tuy có uy lực khủng khiếp cực hạn nhưng lại không thể làm Đường Tam chấn động bay đi. Có lẽ con quái vật lúc này đã bị chọc giận, chỉ là không làm gì được Đường Tam nên mới chọn cách lặn xuống định xỉm chết nam chính. Rồi áp suất từ dòng nước đè lên cơ thể, thân thể Đường Tam có chút không chịu được. Hắn cố gắng chống cự, nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ là hút lấy tinh huyết của đối phương. Đột nhiên, Thâm Hải Ma Kình lao lên không trung rồi lao xuống. Dưới sức ép đó, bát chu mâu của Đường Tam tàn vỡ, thân thể từ từ chìm xuống mặt nước. Lúc nguy cấp đó, linh hồn Tiểu Vũ bỗng hiện ra bảo vệ Đường Tam. Cũng may là Đường Tam còn chút tỉnh táo để phát động Hãn Hải Kiền Khôn Cháo ẩn thân. Đúng lúc này, quang trụ trên hải thần đảo lóe sáng, ngay sau đó là hư ảnh của một vị hải thần xuất hiện. Hai vài năm trước, chính hải thần là người đã chọc mù một con mắt của Thâm Hải Ma Kình. Lần này Thâm Hải Ma Kình làm loạn, vậy nên lão lần nữa xuất hiện, chỉ cần bộc phát một chút thực lực đã hoàn toàn áp chế Thâm Hải Ma Kình và khiến nó ngoan ngoãn rút lui. Nhìn vào Đường Tam, lão cũng không ngờ nam chính lại có tiềm năng lớn tới như vậy. Đã hai vạn năm rồi, lần này lão hy vọng Đường Tam sẽ không để lão thất vọng. Nói rồi hải thần đưa Đường Tam rời đi. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Đường Tam đã trôi dạt tới một nơi xa lạ. Nơi này là một ốc đảo có người dân sinh sống. Trong cơn mê sảng, hắn nhớ lại những chuyện vừa trải qua. Lúc tỉnh dậy mới nhận ra là mình chưa chết, ánh sáng trong Hãn Hải Kiền Khôn Cháo cũng nhạt hơn rồi. Đường Tam suy đoán có lẽ nó đã cứu mình. Đúng lúc này từ phía bên ngoài vang lên giọng nói. Bọn họ đang lo sợ, lỡ như bị người từ Trần Châu kia biết được, không chừng sẽ tìm tới gây phiền phức. Nói cho cùng thì trong số những người vừa cứu Đường Tam cảm thấy đây là một gánh nặng, nếu không làm ổn thỏa thì sẽ rước họa vào thân. Cho nên cứ lột đồ rồi để nam chính tự sinh tự diệt. Nghe được những lời này, anh chàng tên Cát Tường lại suy nghĩ khác. Tuy rằng họ ở trên đảo thuộc về lãnh địa của Tử Trân Châu, nhưng họ lại không phải hải tặc, không thể xem thường mạng người như cỏ rác. Ý đã quyết, nên Cát Tường cũng đành thuận theo ý trời cứu nam chính. Cát Tường là thầy thuốc duy nhất trên đảo Tử Trân Châu, bởi thấy Đường Tam hôn mê trên cát nên mới cứu về đây. Về phần những người khác, hắn tới nay vẫn chưa rõ tin tức, cũng không biết rõ sống chết thế nào. Cát Tường không biết mọi người suy nghĩ thế nào, nhưng cậu ta cho rằng hải tặc không phải ai cũng là người xấu. Dù gì đi chăng nữa thì Đường Tam cũng rất cảm ơn cậu ta đã cứu mình. Bỗng dưng Đường Tam nhận ra có điều gì đó không ổn. Bát chu mâu dường như có sự thay đổi và không tự chu mọc ra. Hóa ra sau khi hấp thụ năng lượng của Thâm Hải Ma Kình đã khiến bát chu mâu tiến hóa. Năng lượng thôn phệ quá nhiều cũng tạo thành gánh nặng cho cơ thể. Cho nên Đường Tam phải mau chóng hấp thu rồi còn đi tìm mọi người. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Đường Tam vẫn miệt mài hấp thu năng lượng, hồn lực cũng đạt tới cấp 6-7, coi như là vô cùng lời rồi. Lúc này ở bên ngoài xảy ra chuyện, ca ca của Cát Tường bị hải hồn thú tấn công. Bản thân Cát Tường không có hồn lực nên không thể dùng ngân châm đâm vào sâu được. Đường Tam dường như hiểu ý nên lên tiếng giúp đỡ. Một tên nào đó to con bước ra chặn đường. Nếu muốn huynh đệ sống sót thì hãy để cho nam chính cứu chữa. Không còn cách nào khác, hắn đành phải giảm cơn bực tức xuống rồi đồng ý để cho Đường Tam đi qua. Nam chính chỉ cần xuất thủ một cái đã khiến mọi việc suôn sẻ. Nhìn vào các thao tác của Cát Tường, Đường Tam thầm nghĩ, tuy cậu ta không có một chút hồn lực nào, nhưng mỗi một châm đều nhanh và chuẩn xác.
Rất có thể là cây ngân châm kia chính là vũ hồn của cậu ta. Cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ. Trải qua chuyện vừa rồi, Cát Tường mới cảm thấy thất vọng. Tuy được người đời gọi là thần y, vậy mà ngay cả huyết mạch cũng không phong bế được. Nghe được những lời này, Đường Tam ngỏ ý muốn dạy Cát Tường phương pháp phong mạch, hơn nữa còn giúp cậu ta gia tăng hồn lực. Tới đây thì tập phim kết thúc rồi. Mời mọi người đón xem tập tiếp theo nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại!